ngủ đã mất thật đấy. Mình mơ mình là Rapunzel và hoàng tử thì siêu đẹp trai, mới sáng giờ đã vui vẻ rồi. Chỉ thấy ác mộng không, toàn là dung nham sôi sục. Đen đủ là tóc mình cứ như mới nhúng vào hố lửa ấy. Trời ơi, mong là mình để đồ trong hộp tủ. Mình có chìa khóa rồi. Ôi này, may mắn ghê. Ôi kìa, cái ba lô dở hơi này, mãi mà không gỡ ra được. Au. Vào đó đừng để chị mày nhìn thấy nữa. Đi có vỗ nào. Au. Ôi trời ơi, tóc bị kẹp vào hộp tủ mất rồi. Đau chết đi được. Được rồi, cả đội ơi, chúng mình sẽ làm thật hoành tráng. Xin lỗi tôi đến muộn. Không tin nổi là cậu lại đến muộn. Nè, chào cậu nhé. Được rồi, nhảy có vũ nào. Come on, tập động tác mới nhé. Yes, tụi mình tập đều thật đấy. Tóc cậu ấy đẹp dã man. Tiếp theo, tăng độ khó lên một chút nhé. Thêm năng lượng nào. Ok, nếu cậu nói thế. Au, tóc cậu ấy đập vào mặt mình. Au. Tóc cậu quay vào mặt tớ đấy. Đừng đập tớ, đừng đập tớ. Phải né sang bên này thôi. Không. Ngã hơi bị đau đấy cô nương ạ. Linh nào, tớ có kế hoạch này, xem nhé. Ahem. Này hai cậu, sao thế? Chúng tớ sẽ giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi. Đó, xong bước 1. Giờ tới bước 2. Chỉ cần vài cái dây chun cho phần tiếp theo. Ok, có hai bím tóc rồi. Tiếp theo tớ sẽ tết tóc kiểu mới. Tớ sẽ chia làm đôi và đan vào với nhau như thế này. Cứ làm như tết tóc cho đến khi tới cuối thôi. Đó, xong cả rồi. Vừa gọn gàng vừa xinh hết sảy nha gái. Và tiếp tục nhảy cổ vũ thôi. Woo, cố lên nào. Nào cả lớp, bài kiểm tra quan trọng đấy. Cố làm thật tốt nhé. Mình đã ôn bài đâu, dù sao mình cũng học rút môn này mà. Thôi được, mà mình có chuẩn bị phao rất chi là kỹ càng. Ủa, không phải tờ này, phải là tờ bên kia cơ. Câu trả lời chắc chắn phải nằm đâu đó trong này. Không, vẫn không đúng. Ok, chắc chắn là ở tờ thứ ba này. Tất nhiên rồi. Ôi trời ạ, sao mình tìm hoài không ra. Bài thì khó dã man. Ủa, cậu ấy đang làm gì vậy ta? Thật là lỗ bịch. Yes, cuối cùng thì cũng thấy đáp án này tiếp cuối lận. Có lục đục sột soạt cái gì đấy. Ôi không, cô mà bắt được thì rốt môn luôn. Nhanh, phải giấu phao ở đâu bây giờ? Không, không muốn chút nào. Làm sao đây trời ơi. Ồ, phải rồi, cho cậu này tóc vàng. Hứ, cái đống này là sao? Mấy đứa nhỏ làm gì mà ồn vậy? Kính của mình đâu rồi? Có thấy chứ, để nhìn xem tụi nhỏ làm bài thế nào. Mấy đứa này có vẻ chịu khó làm bài đấy. Tốt quá. Là trời, cậu giấu đống giấy ở đâu rồi? Dễ ở đấy mà. Tớ giấu trong tóc nè. Wow, hay dã man. Tiện đây thì nên dùng luôn không phí. Kiểu gì mình cũng được điểm A. Mình vẫn chưa làm bài xong, xem kè thế nào. Khoan, cái quái gì thế này? Leo leo mình á? Rõ ràng phao kia là của mình cơ mà. Chuẩn bị mà lãnh điểm F đi. Đồ dở hơi. Toán nó khó quá đi mất. Mẹ ơi, con đi học đây ạ. Bye bye mẹ. Dừng lại. Sao ạ? Con nghĩ gì mà ăn mặc như thế hả? Không không, mặc tử tế lại đi. Ôi trời đất ạ, có gì đâu mà mẹ làm quá lên. Quần áo thôi mà. Con đã xem dự báo thời tiết hôm nay chưa? Lạnh, mà gió lớn. Thấy chưa? Ăn mặc thế này rồi lại cảm ra đây nhé. Cái áo len cũ rích này à? Ôi trời ạ. Vâng. Đây, con mặc áo len rồi đấy, mẹ vui chưa? Có thể chứ, đi học ngoan nhé con yêu. Áo len xấu chết đi được. Vừa nóng vừa ngưng ấy. Anh đẹp trai mới chuyển đến khu này kìa. Phải chớp lấy thời cơ làm quen trước khi có đứa nào nhanh chân hơn. Chào anh. Wow, nhìn em phong cách lạ quá ha. Em cảm ơn, anh đi bộ đến trường cùng em nhé. Được. Gì vậy ạ, anh sao thế? Ôi trời đất, áo len có tĩnh điện.
chắc là đau lắm. Tóc tai chán hết nói luôn. Áo len dở hơi này, thu em đi trước nhá. Đây, con mặc ấm mà mẹ. Được đấy, ngoan lắm, học vui nha. Vâng ạ, bye mẹ. Yes. Anh đẹp trai vẫn ở đây. Chắc không sao đâu. Cởi áo len ra cho đỡ nóng. Kéo ra thế này thôi. Gì nữa đây trời. Kẹt rồi. Trời đất, kéo kéo len cũng không xong. Không kéo được. Kẹt rồi. Phải có cách nào đó chứ. Ôi không. Ảo. Mà tôi cả khuỷu tay nữa. Bạn ước có một bộ tóc dài quyến rũ sao? Tớ ướt sũng rồi. Hãy cẩn thận với những gì bạn ước nhé. Tóc dài thế này có thể gây ra nhiều rắc rối hơn là lợi ích đấy. Ít nhất thì nó cũng không lãng phí. Trời đã sáng rồi sao? Mình thấy thật khỏe khoắn. Yeah. Tuyệt. Không phải chứ, thứ hai sao? Chắc chắn mình có thể ngủ thêm vài tiếng nữa mà. Xem ra mình có việc để làm rồi. Nhanh nữa đi nào. Chúng ta sẽ đến bữa tiệc trễ mất. 5 phút nữa thôi nhé. Thôi được. Thế là khô rồi. Không, vẫn còn ướt. Ha. Ôi không. Thử xem sao nào. Chúng ta sẽ ra khỏi nhà vào Giáng sinh mất. Cuối cùng cũng xong. Tớ sẵn sàng rồi. David, đợi tớ với. Ôi mẹ ơi, kem ở chỗ này ngon tuyệt đỉnh. Đúng ha, ngon nhất luôn. Trời đất ơi. Hả, gì đấy, cậu đang nhìn gì đấy? Wow. Hãy nhìn đi, đẹp trai quá. Ôi, vướng quá. Sao tự nhiên gió quá vậy? Chào anh. Tóc tai che hết cả mặt rồi. Hả, ôi kinh quá. Kem đầy tóc thế này sao ăn nữa? Eww, tóc cũng đầy kem đây này. Bạn thân ơi. Ơi. Tôi xin lỗi nhé. Tóc cậu. Kem của tớ toàn tóc cậu này. Kinh chết đi được. Eww, không cần trả lại đâu. Tớ hết thèm ăn kem rồi. Chắc đến hết đời luôn quá. Thôi may là anh đẹp trai vẫn ở đánh kia. Nhưng tóc tai mình nổi loạn quá. Phải làm sao bây giờ? Này, tớ bảo, cứ bình tĩnh, để tớ xử lý vụ này cho.
Nhìn này, ta-da, dùng giải lụa này mà buộc tóc này bồ. Oh wow, tôi không biết cậu có mang cái này đấy. Cảm ơn nhé. Ok, để đến lúc dùng giải lụa này cứu vẫn tình hình, tớ sẽ bắt đầu từ phía sau đầu như thế này và buộc một nút, kéo chặt lại nha. Cứ tiếp tục kéo cho đến tận ngọn tóc mới thôi. Khi đã đến tít phần cuối, tớ sẽ dừng lại và uốn lên trên thế này nè. Giờ thì buộc nở trên đỉnh đầu là xong. Tớ sẽ buộc thật chặt để dây không tuột và giữ cho tóc được gọn gàng. Xong rồi nè, một cái nơ nhỏ xinh. Và giờ không lo tóc bay tứ tung nữa. Oh, anh ấy đến kìa. Ô này, trời đất, anh ấy đang vẫy tay với tớ kìa. Hi. Hey bro, xem cái này nè. Chắc là kiểu thương bọn hơn thương bồ. Thôi kệ đi, cậu xinh là được rồi. Con gì thế này không biết. Rùng rợn hết cả người. Cái thứ này dài mấy mét vậy trời. Wow. Cuối cùng cũng ra khỏi cái cổng đấy. Chào nhé. 7 × 8 = 11 bằng... Trời ạ, khó quá đi mất. Này, học bài chung với tớ không? Wow. Tớ thấy London, tớ thấy Sid và thấy cả quần chip của cậu kia kìa. Hải thế không biết. Muốn đội quần luôn đó mà má ơi. Nhưng móng dài thế này thì làm sao mà kéo phép mưa tuyết. Giá mà mình cầm được cái khóa. Nào. Cổ ích thôi. Cố lên, bình tĩnh lại nào. Gần được rồi đây. Mình chịu rồi đấy. Cuộc đời thật lắm trái ngang. Mình chỉ muốn đóng khóa quần thôi mà. Khoan, hình như mình kéo được rồi này. Chuẩn, thêm một chút xíu nữa thôi. Chiến thắng đã thuộc về mình. Hết giờ kiểm tra luôn rồi sao? Hôm nay mình không thắng rồi. Sao mình lại đòi làm móng dài thế nhở? Chém nốt cho xong đoạn này. Oh, hết giờ rồi à? Nhìn qua đây đi mà. Lũ mèo ngốc thật, cứng xỉu nè. Cậu ấy phải để ý đến mình chứ. Đồ mọt rách. Mọt rách hả? Hay là cậu ấy thích mọt rách? Xem từ thông minh trên này. Cái gì vậy? Nhỏ này cho mình xem sách hả? Tớ không thích sách tí nào, buồn ngủ lắm. Buồn ngủ á? Chẳng có cách nào hiệu quả cả. Ok đủ rồi, mình phải làm cách gì quyết liệt hơn mới được. Ngôn ngữ đơn giản, rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi. Xong. Ôi trời đất, đúng là kỳ đà cản mũi. Không không không, giấu nhanh không cậu ấy thế bây giờ. Tớ không làm gì đâu nhé. Mèo, cưng quá. Wow, nhìn xem ai ngồi cạnh mình hôm nay đây. Chào cậu, cậu sao rồi? Cậu ấy có gì mà mình không có chứ? Sao lúc nào lũ con trai cũng vây quanh cậu ấy vậy? Mà chờ chút. Ồ, đúng rồi, mái tóc kìa. Mình không có mái tóc dài như thế, cũng chẳng có kẹp tóc dễ thương. Mà chờ chút, biết đâu mình có thể thử cách này. Xin lỗi bút bi nhá, mình sẽ phải tháo hết cái bút ra. Ok, nhỏ keo nóng vào một đầu của lá xo này, rồi gắn một viên ngọc nhỏ vào đó. Thế là xong, đợi keo khô là cái kẹp đã siêu chắc chắn rồi. Giờ thì mình chỉ cần xoáy lò xo vào tóc, làm thêm vài cái rồi ghé vào điểm khác nhau nè. Xoáy vào cực dễ luôn, vừa nhanh vừa đẹp. Yes, hiệu quả y như mình tưởng tượng luôn mới đỉnh chứ. Ok, nè cậu ơi, chào. Wow, nhìn cậu như một người khác ấy. Xinh đó nha. Wow, cứ phát huy nhé. Gì vậy trời, cậu ấy không thấy kẹp tóc xinh của mình à? Thôi kệ đi, mình cũng chả thích mèo. Wow, khoảnh khắc trọng đại sắp tới rồi. Anh ấy ở ngay sau tấm rèm đằng kia kìa. Chuẩn. Ý là... Ôi mẹ ơi. Chào các quý cô xinh đẹp, anh đây. Soái ca của lòng em. Tớ muốn xỉu mất thôi. Để đăng Instagram nè. Yêu anh lắm. Ảnh này sẽ nổi lắm cho mà xem. Sắp tới tớ rồi, hồi hộp khủng khiếp ý. Em là fan cứng của anh đấy ạ.
chụp zoom với bạn mình. Nói rock and roll nào. Ừ, hai người đẹp đấy. Đó là lông nách sao? Đẹp ha. Chuẩn, tạo dáng tiếp đi. Giơ tay lên thật cao mới chết. Chuẩn luôn. Ủa, sao tóc tớ lại vướng vào nách thế này? Trông tớ như một con quái thú lông lá ấy. Sao mà đăng được mấy tấm này má ơi? Cậu chụp ảnh không có tâm chút nào luôn á. Snack và âm nhạc đúng là cặp đôi hoàn hảo. Sao hết nhanh thế nhở? Úi, một đống vụn bim bim luôn này. Khổ dễ sợ. Mình làm bẩn hết sàn rồi. Làm việc đi nào, ngáy hút bụi. Giờ chuồn lẹ khỏi đây thôi. Nay đi học mệt muốn khùng luôn. Cuối cùng mình cũng được thư giãn. Chào gái. Chuẩn chuẩn, kể tớ nghe chi tiết vào. Rồi anh ấy nói sao? Gì mà kinh khủng vậy? Thế rồi cậu nói sao? Thế hả? Ouch! Ai đó cứu tôi với. Này, này, họ thì có gì hay chứ? Không ai muốn nhảy với mình cả. Sao nào, thích chưa? Wow. Hey. Tóc mình không đủ dài. Các cậu xem này. Ôi trời. Mình thích bài này. Này, sao cơ? Sao cậu nghe nhạc được vậy? Dưới tóc của tớ này, thấy không? Quá đỉnh đúng không? Thế là hết nhún nhảy nhé. Gì chứ? Đúng là không công bằng. Nhà hàng này được phết đấy. Món burger ở đây đỉnh lắm nhé. Anh nghe người ta review là tráng miệng còn tuyệt hơn nhiều. Hay là mình thử dùng cách này nhở? Được rồi. Chuẩn, không cần chỉnh. Buổi hẹn hò này diễn ra khá là suôn sẻ đấy. Bụng no thì mới tập trung được. Hình như bụng mình hơi sai sai thì phải. Em phải vào phòng vệ sinh một lát. Anh chờ xíu nhá. Ôi trời, phiền thật đấy. Làm ơn có phòng trống đi mà. Làm ơn đấy. Đúng là may mắn. Nhẹ nhõm cả người. Ngon tuyệt luôn. Và thế là xong chuyện. Nhưng nghĩ lại thì mình vẫn còn một vấn đề phải giải quyết. Không ổn rồi, thần linh ơi. Em làm gì mà lâu thế nhở? Chán quá đi. Làm trò gì mà kỳ cục vậy?
cuối cùng cũng xong. Mà sao mình không ấn được vậy? Cưa! Mình không muốn làm gãy móng đâu. Suýt thì quên. Dùng khớp ngón tay đi. Hiệu nghiệm tuyệt vời. Khách khứa gì mà bê tha. Tôi không muốn ở đây cả đêm đâu nhá. Mọi người đâu cả rồi? Mình quên béng thời gian luôn á. Lại nữa hả? Chuyện gì vậy trời? Khoan đã, đây là đâu vậy? Mình bị bắt cóc rồi sao? Hậu quả của việc ngủ gật trên xe buýt đây mà. Phải làm sao bây giờ? mình có móng tay nhọn nè. Đến lúc bộ móng này phát huy tác dụng rồi. Chuẩn. Nhanh nhanh rồi chuồn đi thôi. Ai vậy ta? Họ đang vào kia kìa. Mọi người cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu với. Chỉ là mơ thôi sao? Tạ ơn trời đất. Chúc ngủ ngon nhé móng xinh. Xin chào. Tỉa cho em một chút thôi ạ. Cái áo này sẽ bảo vệ quần áo khỏi mấy cọng tóc nè. Dạ ok chị. Cứ ngồi xuống và thư giãn thôi gái ạ. Cái kéo ấy to dã man. Chị ơi, tỉa xíu thôi nhé. Đèn đóm bị gì thế trời? Mái tóc thề của tôi. Xinh đó nha. Nhìn như là đuôi ngựa luôn ấy nhỉ. Em ơi, ổn không thế? Thôi em không cắt đâu. Mấy cô tóc dài này. Nhìn em như một tấm chiếu chưa trải ấy. Cung xương xinh xẻo quá nhỉ. Quá hoàn hảo cho một tí sắc sảo đó. Chuẩn, mình nghĩ ra rồi. Em sẵn sàng chưa nào? Thích không gái? Đúng kiểu em thích rồi trời. Trời cứ giữ thế này đi. Em đi khoe với làng xóm đây. Chào gái. Julie, cậu sao thế? Gì chứ? Tóc tôi! Hello Elsa! Chào buổi sáng nha! Trời ơi! Hôm nay mọi người bị gì thế nhỉ? Rồi ơi! Mặt mình trông như miếng pizza luôn! Phải làm gì bây giờ ta? Má ơi! Làm sao mà che được trời? Nhìn tệ lắm hả ta? Chà, nhìn bực quá đi. Mình biết mình phải làm sao rồi. Không biết có hiệu quả không nữa. Biết rồi này. Dùng mũ áo hoodie che lại là xong. Như này phải được chứ? Không ổn rồi. Mình sẽ ngồi nhà cả đời luôn. Trừ khi mình còn một cách nữa để thử mà. Đầu tiên là chia tóc ra nhé. Bằng này là đủ dày rồi nè. Đúng rồi nhé, phương án tạm thời thôi. Sau khi đã buộc tóc chắc chắn rồi thì kéo tóc ở phía trên dây buộc và luồn tóc qua. Xếp lại tóc để trông như tóc mái. Băng đôi là bước cuối cùng nè. Mình quên sách toán mất tiêu luôn. Đây rồi. Hả? Sao lúc nào cũng thế nhỉ? Ra khỏi cửa tủ coi. Julie đó hả? Tóc mái của cậu trông xinh thế. Tự cắt hả gái? Xin lỗi cậu nhà, giờ tớ phải vào lớp rồi. Không biết mình có làm tóc giống vậy được không nhỉ? Thể nào cũng trông như người mẫu cho xem. Dù sao thì mình cũng mong được tân trang nhan sắc. Chắc là mình tự cắt cũng được nhỉ? Chắc không khó lắm đâu. Cầm một nhánh tóc nè. Và cắt. Ta-da!
Mình đã làm gì thế này? Toang thật rồi. May mà hôm nay mình có mang mũ. Chắc mình phải mua thêm chục cái nữa thôi. Chào Amy, bạn đang khát nước à? Ôi, bạn có phiền nếu tôi uống một ngụm không? Tôi khát quá. Mặc dù cơn khát của hai cô nàng này có thể giống nhau, nhưng sự khác biệt về chiều cao của họ khiến các đồ vật có vẻ nhỏ hơn hoặc lớn hơn so với thực tế. Sau đây là một vài so sánh giữa người thấp và người cao. Đồ ăn vặt, cười đùa, chắc chắn là một buổi tối xem phim rồi. Các bạn không tin được đâu, đội của chúng tôi thắng rồi. Hả? Ồ Amy, hãy xem chiếc cúp đó kỹ hơn nào. Các bạn nên tới xem mới đúng. Tôi đã ghi điểm từ bên trái và bên phải đấy. Hãy nhìn ngắm chiếc cúp này nào. Ôi, không có gì tuyệt bằng những người bạn luôn ủng hộ và làm cho chiến thắng còn ngọt ngào hơn nữa. Đến lượt bạn rồi Sophia. Ôi, bạn không thể vớ đến đó được à? Được rồi Amy, bạn nghĩ mình có thể thay đổi độ cao đập tay một chút cho cô bạn nhỏ nhắn của mình không? Được rồi đấy. Ok, đã đến lúc khởi động và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày rồi. Hẹn gặp lại sau nhé áo choàng tắm. Nếu bạn có chiều cao như Sophia, có lẽ bạn không bao giờ phải nghĩ về việc mình có đứng vừa vặn chỗ tắm hay không. Thấy không, tóc cô ấy ướt cực nhanh. Và khi đến lúc gội đầu thì mọi thứ dễ như ăn bánh. Này, dầu gội thơm đấy, có phải là mùi xoài không? Ngon lành. Amy đang tắm, nhưng mà trông hơi lạ một chút. Thứ này không thể lên cao hơn được à? Thôi nào, lên đi nào. Trời ạ, có vẻ như Amy sẽ phải squat trong khi tắm sáng nay rồi. Đúng thế, và cúi xuống thôi nào. Khi bạn cao như Amy, chuyện tắm táp có vẻ giống như một điệu nhảy hơn là việc làm sạch. Điều quan trọng đó là bạn phải cúi người xuống dưới vòi sen đúng chỗ. Au, đau đấy. Đủ rồi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tiết kiệm tiền để sửa sang lại phòng tắm. Tắm xong là hết cả hơi. Vậy mà bạn lại nghĩ rằng tắm vòi hoa sen sẽ rất thư giãn cơ à? Thôi đi. Lại một tối thứ sáu và lại một bữa tiệc nhàm chán nữa. Này Amy, bạn muốn nhảy không? Còn bạn thì sao Sophia? Muốn nhảy với tôi không? Trời, bữa tiệc này đang càng ngày càng nhạt hơn. Đợi đã, tôi biết mình phải làm gì để khuấy động không khí rồi. Ai muốn chơi luồn gậy không nào? Có, tôi thích trò này. Tôi sẽ giữ đầu này và Bella có thể đi trước cho chúng tôi thấy bạn có gì đi cô gái. Luồn gậy có vẻ là một trò chơi tiệc tùng siêu vui nhộn, nhưng một số người lại thấy trò này dễ dàng hơn so với những người khác, và thật không may là nó có liên quan khá nhiều đến chiều cao. Ôi, coi chừng mũi bạn đấy. Ôi, bạn thực sự đã rất cố gắng đấy Amy. Hãy xem liệu Sophia có duyên dáng hơn một chút khi tới lượt cô ấy đi dưới cây gậy không nhé. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm được thôi. Được rồi Sophia, hãy thể hiện đi nào. Gì cơ, cô ấy thậm chí không cần phải ngả lưng ra. Đúng, tôi đã nói tôi chùm trò này rồi mà. Video này hài té ghế luôn. Trời ơi, tắm xong đã dễ sợ. Hơi ớt nhỉ. Nhìn tới này gái. Wow, khô rồi nè. Tôi cũng muốn thử nữa. Tóc tớ ướt quá chứ nè. Tại tóc tớ dài quá ấy. Tớ lại ngồi trong chỗ cậu vẩy nước nữa chứ. Ướt quá đi mất. Xin lỗi nha. Cậu xài cái này đi. May mà máy sấy cũng hiệu quả phết. Thích ghê. Chà, tớ phải làm cái này đã. Vừa đánh răng vừa đợi cậu nè. Vài phút nữa là xong rồi. Mong là tụi mình không trễ xe buýt. Vẫn đang sấy đó hả? Nãy giờ tôi chả thấy khui gì luôn á trời. Sắp xong chưa Kylie? Đương nhiên là chưa rồi. Tóc dài khô lâu hơn tóc ngắn một tí mà. Rồi, thì nhiều tí. Một ngày mới rồi, một kiểu tóc hay ho mới tanh nè. Hôm nay tóc mình đỉnh thực sự luôn ý. Xin chào dây buộc tóc. Chắc hôm nay mình lại xõa tóc rồi. Hôm nay mình muốn của đuôi ngựa nè. Xõa tóc và thẳng thớm thôi. Bím tóc là đỉnh của chóp nha cả nhà. Chà, ngày mới nhưng tóc cũ nhé. Búi tóc lên mát mẻ ghê á. Thôi, kiểu này là ổn áp nhất rồi còn gì. Kylie làm được nhiều kiểu tóc quá nhỉ. Tóc ngắn thì hơi khó một tẹo ý. Nhìn nhí nhảnh chưa kìa mọi người.
ước gì mình làm được kiểu nào vui vui thế nhỉ? Hả? Hôm nay mình có hẹn với Joey nè, nhưng mà nhìn mình chán quá. Cơ mà xài tí gom xì tóc thì sẽ đỉnh lắm đây. Chỉ cần cái chai này là tạo kiểu được rồi. Chưa gì đã thấy tóc dày hơn rồi. Tóc ngắn cũng ổn chán nhỉ. Úi dồi, gió to như sắp có bão thế nhỉ. Chà, nhìn thấy gì? Cậu tới làm tới vơi quá Julie. Hẹn hò thế này vui nhỉ. Mọi người có nghĩ cậu ấy thích tóc tớ không? Tớ đi đêm một tí nhé. Sao vậy ta? Tại hơi thở của mình à? Các bạn không có thời gian làm tóc sao? Cột tóc đuôi ngựa ù một cái là xong ấy mà. Nhưng mấy cọng này thì sao nhỉ? Dùng kẹp tóc cho gọn gàng cái nào. Chưa gì đã nhìn xinh hơn hẳn rồi. Hết che mất mặt mũi rồi nhé. Chứ còn gì nữa, tớ đồng ý hai tay luôn. Bỏ bữa chưa đúng là ý tuổi mà. Cứ nói đi, tớ vẫn nghe mà. Đúng rồi. Ủa, đợi đã. Tớ cắt cụt tóc tớ luôn rồi nè. Tí tớ gọi lại nhá. Tóc xinh tóc đẹp của tớ. Julie, sao cậu kẹp một đống lên đầu thế này? Tại mấy cọng tóc con hết đó. Cậu quên mất một lọn kìa. Ngay đây này gái. Hả? Sao mình không nhìn thấy ta? Trời ơi, phải kẹp lại từ đầu rồi. Tham quan một bảo tàng địa phương luôn là một cách tuyệt vời để tận hưởng buổi chiều. Wow, nhìn anh chàng này xem, anh ấy là ai nhỉ? Có phải khuôn mặt anh chàng này hơi đơ nhỉ? Bạn hiểu ý tôi không? Wow, hãy xem bức tranh cổ điển này. Nó thực sự cho bạn cảm giác như đang ở một miền quê nước Anh, phải không? Wow, cứ như tôi ngửi thấy cả mùi hoa thơm vậy. Thực sự là một tác phẩm ấn tượng. Bạn nghĩ bạn đang làm gì vậy? Tôi không phải là kệ gác tay của bạn. Xin lỗi, chỉ là tiện quá. Chiều cao của bạn thật vừa vặn mà. Ôi, bạn thật dễ thương khi nổi giận. Không sao đâu Sophia, hội những người chân ngắn chúng tôi biết chính xác cảm giác của bạn. Wow, con vật này có bao nhiêu chân vậy? Ghê quá. Chào Amy, bạn thật biết cách xuất hiện đấy. Trễ học 20 phút rồi. Có vẻ như bạn cùng nhóm làm việc trong phòng thí nghiệm của bạn không quan tâm điều đó lắm. Siêu mẫu kìa, trông xinh quá. Này, cảm ơn vì đã giữ chỗ cho tôi nhé anh bạn. Chào đang ấy. Wow, bạn đã tự mình giải tất cả những phương trình đó ư? Bạn thông minh quá, không thể tin được. Hóa là môn tôi thích. Chà, đôi bạn trong phòng thí nghiệm này cứ như là một cặp đôi đến từ thiên đường vậy. Này, trong đây có gì vậy? Cẩn thận đấy, nó nóng lắm. Ôi, xin lỗi. Wow, hai người này có đang thích nhau hay sao vậy? Đó chính là ánh mắt của tình yêu đấy, được thôi. Này, sắp tan lớp học, bạn muốn đi ăn kem hay gì đó không? Trước khi đi hẹn hò, có thể bạn sẽ muốn đảm bảo rằng hai bạn có cùng cấp độ. Khó khăn của cô nàng cao kều phải không nào? Bạn trông thấp hơn rất nhiều khi ngồi, và bạn trông cao hơn khi đang ngồi đấy. Và cứ như thế, bạn mất đi một người bạn trai tiềm năng. Ôi, xin lỗi Amy. Mình chẳng muốn học hành gì cả. Khỏe không ông ơi? Cuối tuần ông với tôi đi trượt patin nhở? Cứ ngắm thoải mái đi mấy anh. Nhìn kìa ông. Họ nhìn mình không chớp mắt luôn á. Hai anh đang nói chuyện gì đây? Ông ơi, bạn tôi xỉu luôn rồi. Trời ạ. Các anh ơi, họ đâu rồi nhở? Sao em có thể làm điều khủng khiếp ấy chứ? Chỉ là tai nạn thôi, em thề luôn. Em không cố ý làm các anh sợ đâu. Cuối cùng cũng tới ngày nhận hàng. Giờ lẽ ra người ta phải giao hàng rồi chứ nhở? Mình còn công chuyện phải đi nữa. Nhanh lên nào, chờ đợi chẳng hạnh phúc gì sắt. Có ai ở nhà không? Đến rồi nè. Mừng quá đi mất. Xin chào, kiện hàng của cô đây. Phiền cô một việc thôi ạ. Mời cô ký vào dòng dưới cùng này. Phải rồi, bút đây ạ. Móng mình dài quá, cầm bút không nổi. Giữ chắc nào.
Đợi em một phút thôi nhá. Tôi còn nhiều hàng lắm quý khách ạ. À. Thôi nào. Đùa túi đó hả trời đất ơi. Xin lỗi anh, cái bút này hơi khó cầm đấy ạ. Xong, đây ạ. Mày quá đi mất. Cảm ơn cô. Khách khứa thế này thì cuối tháng hết lương. Đây mà là tên người hay sao vậy? Mình không thể mang cái này về văn phòng được. Mọi người sẽ cười ngất thôi. Bỏ luôn đi. Được rồi móng ơi, sẵn sàng cho khoảnh khắc trọng đại chưa? Ai cần dao cơ chứ? Đập hộp nào các bà con. Wow, xinh quá đi thôi. Nói tạm biệt đi nào, móng dài. Bạn. Chiết xuất quả thanh long à. Hôm nay rụng nhiều quá. Này, cái này hết sạch mất rồi. Thôi thì có còn hơn không. Xin lỗi, đã dùng hết dầu gội. Buồn cười quá. Mặc như thế này cứ như 100 độ vậy. Ôi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Ừ. Cậu ấy có thể thấy mình đổ mồ hôi mất. Nghe như mùi của tuổi trẻ thoang thoảng đâu đây. Hay là chúng ta qua bên kia nhé. Được. Xin lỗi, tớ phải đi đây. Ít nhất đó không phải là mình. Này, Mandy. Wow, cậu cắt nhanh quá. Tóc dài ngu ngốc. Đẹp đấy chứ. Một trong những lợi ích của việc có bạn thân chính là cùng đi chơi sau giờ học. Và điều tuyệt vời hơn là gì? Họ cho phép bạn toàn quyền sử dụng tủ quần áo của họ. Wow, đồ của Amy thật dễ thương. Không biết cô ấy có bộ nào hay hay cho mình mượn để đi dự bữa tiệc tối thứ bảy không nhỉ? Ôi, chiếc quần sock bò này siêu đáng yêu. Đừng quên là quần áo của một người bạn cao hơn nhiều so với bạn có thể trông hơi khác khi bạn mặc lên đấy. Nhưng chúng chỉ là quần sock bò thôi mà. Có thể khác đến mức nào chứ? Tôi sẽ mặc thử. Này Amy, bạn có phiền nếu tôi mượn chiếc quần sock jean này không? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ trông rất tuyệt vào thứ bảy đấy. Chắc chắn rồi, chẳng có lý do gì không được cả. Thật sao, tuyệt vời, tớ sẽ trở thành ngôi sao của bữa tiệc. Được thôi nếu bạn nói vậy, Sophia. Ừ, chỉ là cảm giác của tôi hay chiếc quần này trông nhỏ hơn rất nhiều khi treo trên móc áo. Đúng, Sophia chắc chắn không tính đến sự khác biệt đáng kể về chiều cao của cô ấy và Amy. Trời, chiếc quần to gấp đôi tôi mất. Chà, Amy, ít nhất thì bạn không phải lo lắng về việc Sophia sẽ ăn trộm quần áo của bạn đâu. Tuyệt, lớp học thủ công.
Thời gian tuyệt nhất trong ngày. Nghiêm túc đấy à? Tại sao mấy cái bàn này lại nhỏ đến thế? Thật không may cho những cô gái cao như Amy, những chiếc bàn học này dường như không bao giờ có đủ chỗ để chân. Thấy không, tôi thậm chí còn không bắt chéo chân được. Chẳng có tác dụng gì. Chà, tôi đoán là tôi sẽ ngồi đây một cách khó chịu trong một giờ tới. Thực ra là không, tôi sẽ không chịu đựng thứ vô nghĩa này nữa. Tôi đang sử dụng đôi chân dài của mình để thoát khỏi chiếc bàn nhỏ xíu này. Có vẻ như bạn đang buồn đi vệ sinh lắm hả? Cứ cười đi Sophia, tôi nghiêm túc đấy. Cẩn thận nào Amy, bạn sẽ tự làm đau mình đấy. Ôi, nhìn những chiếc bút đó đi. Không, bút chì của bạn. Ôi, ít nhất thì chân tôi cũng được duỗi ra một chút. Vấn đề đã được giải quyết. Ước gì mình có móng dài, nhưng mình không đợi cho nó mọc được. Biết rồi, cọ trang điểm này sẽ có ích đây. Lấy một ít lông trên cọ, sau đó đặt nó lên móng tay. Quét sơn bóng lên lớp lông, tạo thành hình đầu nhọn, làm mịn và đánh bóng. Sau đó quét thêm một lớp sơn nữa lên. Wow, nhìn đẹp quá. Cậu ấy thật tuyệt. Cứ như trong mơ vậy. Ai đó đang nói về tớ đấy hả? Cậu ấy đây rồi. Nhìn những cử động đó kìa. Chào các quý cô. Chào cậu. Wow. Nhìn tóc cậu kìa. Nó xấu thật đấy. Tớ cần phải đi. Xấu hổ quá. Xin chào, có ai ở đây không? Gì vậy? Sao cậu dám? Cậu phá hỏng bầu không khí rồi. Đà chơi, khá hơn chưa? Đưa cuộn giấy vệ sinh đây nào. Các cậu sẽ đi sao? Tốt, cầm lấy đi. Tớ sẽ cần cái này hơn cậu đấy. Đến lúc tạo kiểu tóc mới rồi. Mình sẽ bắt đầu bằng việc cột tóc đuôi ngựa. Sau đó sẽ xoắn nó lại. Bây giờ mình sẽ luồn tóc qua lõi giấy vệ sinh và quấn tóc quanh rồi cố định nó lại bằng dây buộc tóc. Búi tóc dễ thương. Chà, cậu muốn đi đâu đó với tớ không nào? Nghe hay đấy. Ok, mình có thể làm được. Kinh quá. Chỉ là ảo giác thôi. Được rồi. Cô có thấy không? Chỉ là nha sĩ thôi, không đáng sợ đâu. Nhưng mình hồi hộp quá. Ôi trời, đó là tay mình sao? Mình phải ra khỏi đây thôi. Kinh khủng quá. Sẽ ổn thôi, ngồi đi. Không có gì phải lo đâu. Nói thì nghe dễ lắm. Bắt đầu thôi. Tránh xa cháu ra. Chỉ là trải nhẹ nhàng thôi. Không đâu, không đời nào. Tại sao chuyện này luôn xảy ra cơ chứ? Mình có ý này rất hay. Mình sẽ lấy con hà mã hoạt hình này và thêm một tấm bìa cho miệng. Những viên kẹo dẻo này dùng làm răng. Và khăn giấy này có thể là thức ăn. Đáng yêu quá. Cháu có muốn giúp trải những chiếc răng này không? Được rồi, trải hết thức ăn đi. Cháu làm được rồi. Giờ tới lượt cháu. Nhột quá. Công trình của cuộc đời mình gần hoàn thành rồi. Chỉ cần trộn những chất lỏng này lại thôi. Mình thích làm việc với bố. Bố rất vui tính. Cái này nhìn y như bố vậy. Mặc dù tóc cần trông độc đáo hơn. Giờ đến phần khó khăn rồi đây. Mọi thứ sẽ dễ bị hỏng lắm. Gần xong rồi. Ôi không, mình làm gãy bút chì rồi. Bố ơi. Không phải lúc này, bố đang thử làm nhà khoa học điên đây. Bút của con bị sao vậy? Bố có ý này. Và đó là ý tưởng thiên tài đấy. Khoa học có thể sửa cái này. Đây sẽ phải là thí nghiệm tuyệt vời nhất của mình. Xong rồi. Nóng quá. Đây là công việc của tay robot. Giữ chắc nhé. Đỉnh quá. Đẹp ghê. Đi du lịch thôi. Thật chưa ạ?
Mình thích trò này. Sẵn sàng chưa con yêu? Nhảy qua nào. Chúng ta đang ở đâu vậy? Nhìn những con ngựa đó kìa. Nhìn những con quái vật kìa, cứu với. Đúng là những thứ bố cần. Lấy nó và chúng ta có thể phắn rồi. Ra khỏi đây thôi. Bố sẽ lấy cái này. Chúng ta làm được rồi. Con thích chuyến đi của chúng ta. Ok, làm việc thôi. Đưa cho bố lõi mực. Tuyệt vời. Bố sẽ đặt lõi mực vào khuôn nhựa này. Sau đó, bố sẽ đổ nhựa epoxy của người ngoài hành tinh. Bố cần chắc chắn là sẽ phủ lên hết lõi mực. Giờ thì thêm chút kim tuyến. Giờ bố cần để nó cứng lại. Bố sẽ lấy nó ra khỏi khuôn. Cây bút hoàn hảo. Đây là cây bút tuyệt nhất. Giờ con có thể hoàn thành bức vẽ rồi. Andrew không bao giờ để ý đến mình. Cuộc đời mình do Rock định đoạt. Mình có thể xem cậu ấy cả ngày. Mình sẽ trang điểm. Có lẽ cậu ấy sẽ để ý đến mình. Chống solo. Wow, cậu ấy thật tài năng. Nhạc rock là điều quan trọng duy nhất trong cuộc sống. Tớ biết, tớ rất ấn tượng. Wow. Quẩy lên. Ý tớ đúng là vậy đấy. Wow, tớ biết mà. Xem này. Ôi trời, cậu ấy rõ ràng là đang tán tỉnh mình. Cẩn thận. Em biết quy định mà. Không được trang điểm trong lớp. Đưa đây nào. Đúng là quy định ngu ngốc. Đúng vậy, thầy rất cần ít phấn má hồng đấy. Nhìn cậu ấy kìa. Khó quá. Bút chì của mình. Hơi ghê một chút. Tuyệt, thế là gôm bay mất tiêu. Mình có ý này. Cuối cùng chắc mình sẽ có thể lén đem đồ trang điểm vào lớp. Gỡ cục gôm ở đầu bút chì ra. Luồn ống hút qua đầu bút chì. Cắt ống hút, chỉ để lại một phần nhỏ. Tiếp theo, lấy đèn đốt sáp ong và đặt bát này lên trên. Bẻ một miếng son môi và cho vào bát. Nhiệt từ ngọn nến sẽ làm son chảy ra. Đổ đầy son môi lỏng vào một ống tiêm. Nhớ là nó sẽ rất nóng nên hãy cẩn thận nhé. Đổ son môi vào đầy ống hút. Đồ trang điểm bí mật đây rồi. Andrew chắc chắn sẽ để ý. Đưa thầy cái đó. Cuốn sổ nữa. Thầy muốn xem bài ở lớp của em. Tốt đấy. Mình có nên nói cho thầy không nhỉ? Để nghĩ xem. Tốt lắm. Tiếp tục phát huy nhé. Cậu thấy chứ? Giờ là cơ hội của mình. Cái này cho cậu này. Đẹp quá. Ok, đủ rồi. Làm việc thôi. Bừa bộn quá. Công việc nặng nhọc này ít nhất cũng đã xong. Không thể thế được. Chào mẹ, nãy con đi chơi đá bóng ạ. Người con dính đầy bùn kìa. Lại đây nào. Phải đưa con đi tắm. Nhưng mẹ ơi, con không thích. Đừng thế nữa, vào tắm đi. Không, mẹ không ép con được đâu. Đủ rồi. Gì đấy? Nó đi đâu rồi? Quack quack. Đừng có làm thế chứ. Đưa mẹ con vịt. Lần nào con tắm cũng vậy hết. Nghe Alex nào. Làm cho con vịt chuyển động một lần nữa đi. Cái này sẽ hữu ích đây. Bỏ con vịt mini vào khay đá. Những chỗ còn lại bỏ đồ chơi hình con thú khác. Sau đó đổ xà phòng lỏng vào khay. Để cho xà phòng cứng lại. Sau đó lấy nó ra khỏi khay. Nó sẽ giúp việc đi tắm vui hơn. Nhìn xem mẹ có gì này. Con vịt này là của con. Cho con đi. Hôm nay là ngày may mắn của mình. Ước gì mình nghĩ ra sớm hơn. Mình phải lấy con vịt. Nó dễ thương quá.